Các bạn xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Con máy 15 mới được cấp vừa ra kéo được tháng không mua luôn. 15 ăn mới. Em mua 14 Pro Max. Em mua 14 Pro Max à? 14 Pro. Bây giờ 15 Pro Max còn có mỗi 26 triệu hơn con 15 Plus có 4 triệu đéo ấy. Không phải con Plus. 15 ăn. Không, em thích con màu hồng đấy nên là em béo thích 15 Pro Max hay là 14 Pro Max, em chỉ thích con màu hồng ấy thôi. Nhưng mà màu hồng của 13 10 màu hồng của 13 này béo thích, em thích màu hồng của 15 Plus thôi. Tại vì nó có như kiểu đằng sau nó như kiểu màn hình nhám thì nó nhìn nó xịn hơn. Màu hồng của nó nhìn đẹp hơn. Em thấy em phải quyết tâm mua đây. Đi không bật thông tin ra. Mà nó sớm thì nó bị hóa chó kìa, nó không chói được. Anh lâu nói thế nhờ. Tập biểu thế nhờ. Anh lâu nói anh quát em à? Anh quát à. Em à? Anh quát nói em to thế à? Còn mẹ thằng lồn kia xuống để ăn lính của bố mày à? Em biết ngay mà. Anh chỉ mẹ mất mẹ cái nút ăn lính với cả ấy à. Anh mắng em. Sao bấm thủ đéo kia. Bà thương mình. Tình ơi bao nay tuyệt vọng. Mỗi đứa một con trời. Điều gió anh chỉ là tấm biệt cho em ngừng. Tương lai này mãi thời. Mình em tay ao mình cho. Chẳng biết là nơi. Đợt tay còn trong lòng ngờ. Lên môi đánh nắng chật vừa. Thấy đứa con từ nay. Có đam cỏ. Nào nhai.
Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh. Anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh ăn năn đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không là ta có những lúc thường ngày, sao anh đang buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm, vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau ở muôn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu, yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một giải rồi. Tụi mình em đó